Xin chào em, xin chào mọi người trên diễn đàn của Hiếu Ngọc nha. Dạ À, vâng, xin em chào chào anh tất ạ. cả mọi người trên diễn đàn của Hiếu Ngọc. Tình hình nhé, hôm nay là anh nghe tin ở ngoài này á, là một số người người ta đặt vấn đề, người ta nói là tình hình là cái vấn đề mà tung tin ra là về vấn đề đặc khu kinh tế này để cho Quốc hội không thông qua được, mà tung tin ra là do bọn là khả năng là do bọn Trung Quốc nó tung tin ra. Vì Trung Quốc hiện tại À. bây giờ ấy, Trung Quốc hiện tại bây giờ có mở một số khu kinh tế. Nếu như À. Việt Nam mà mở ba cái đặc khu kinh tế này mà thành công được thông qua thì người ta sẽ đầu tư hết vào Việt Nam. Các công Nó ty không khác đầu đầu tư tư vào hết Trung vào Việt Quốc. Nam. À, và sẽ không 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 đầu tư vào Trung Quốc. Còn nếu như Việt Nam không thông qua được này thì tất cả những doanh nghiệp đó họ quay về Trung Quốc đầu tư. À, vì Trung Quốc có mở một số cái khu, nó không phải là đặc khu kinh tế mà nó là khu kinh tế. Nó khu kinh tế của Trung Quốc, nó mở ra một số khu kinh tế cũng là một số cái hòn đảo nhỏ nào đó ở Trung Quốc đấy, là như thế. À, mà cái đường đi thuận tiện thì không bằng Việt Nam. Việt Nam là cái Đúng đường rồi, đi đường thuận biển tiện, của Việt à, Nam là đường biển vâng. thuận tiện và mọi thứ Việt Nam là hơn hơn của Trung Quốc. À, hơn cái vì mở cảng hàng không hay mở cảng các cảng đấy là ở Việt Nam thuận lợi hơn nhiều so với Trung Quốc. Vì vậy cho nên một số người ta đánh giá là khả năng đây là chính Trung Quốc tung tin ra. Ba que thì nó lợi dụng coi như là làm loạn trong đất nước đấy, và coi bọn dân chủ cụi thì có thể là khả năng là chính bọn dân chủ cụi nó đã nhận tiền của Trung Quốc để tung cái tin này, để lợi dụng thông tin này để cho làm sao Quốc hội không thông qua được cái ba Đúng khu rồi, đặc khu kinh bà tế thì phải này. bé con thì nhớ về đầu tư À, nha. đấy thì lập tức là coi như là Trung Quốc, các nhà đầu tư sẽ quay sang Trung Quốc đấy, nó là như thế. Đấy là cái tin, một số cái tin bây giờ là nhận được một số cái tin khả Đặc năng nó là biệt như là phổ thế. biến. Đấy. Cho bà con anh em ấy, tất cả các anh chị em là chia sẻ cho mọi người là không tin bọn nó. Đấy, không đừng có tin bọn nó, vì là chính cái bọn này khả năng là này. Bọn Trung Quốc nó biết cái tâm lý người dân Việt Nam là vì là căm ghét Trung Quốc. Đấy, nó mới Đúng rồi, tung tin ra thì bọn ba que là nó được cái hưởng lợi của ba que, nó cũng hưởng lợi là nó làm cho đất nước Việt Nam hỗn loạn lên đấy, ba que nó cũng hưởng lợi. Còn bọn dân chủ cụi này khả năng như một số cái league như là league hòa bình, cái league bên hòa em bình thì ấy là hiện tại bây giờ đang nằm ở tại Đài Loan Trung Quốc, ở Hồng Kông Trung Quốc, thì cái league hòa bình này khả năng là người tung tin ra cái vấn đề này để cho Trung Quốc hưởng lợi đấy, là như thế. Cái league hòa bình này là người tên là hòa bình ấy, trẻ người Việt Nam nhưng mà đang nằm ở Hồng Kông Trung Quốc, là khả năng chính là cái đầu dây mới dọa tung cái tin này đầu tiên để cho dân chủ cụ này và liên lạc với dân chủ cụ trong nước hô hào biểu tình và đánh phá Việt Nam, là chính của bọn chúng là cái lợi dụng lúc này. À, nó bọn ba que và bọn dân chủ cụ nó hiểu, nó được hưởng lợi nhiều thứ, trong khi đó Việt Nam mình, dân Việt Nam mình mới là người bị thiệt thòi đấy. Đấy là nghe chừng là người ta phân tích là vấn đề như thế, nhưng mà nhà nước Việt Nam mình thì chưa có cái gì để mà là có bằng chứng, cho nên không thể. Mà cái này là vấn đề cạnh tranh thị trường, cho người ta nói là thương trường là chiến trường, mà nếu như nước Việt Nam mà không thông qua được là Việt Nam mình đã thua Trung Quốc một vấn đề một một cái đấy, là như thế. Vì những cái nơi Trung Quốc mở ra họ cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đấy để vào đấy đầu tư đấy, mà trong khi đó là nếu như Việt Nam thông qua họ sẽ vào Việt Nam, là chắc chắn là họ sẽ vào Việt Nam là đầu tư chứ không vào vào Trung Quốc. Đấy, họ đang chờ Việt Nam. Thế Đúng rồi, mà vì tại thế vì cho em khả nói với năng. anh nhé, anh cho em nói một chút. Tại vì là người Việt Nam á, nếu nói đi ra ngoài thế giới á, thì giữa người Việt Nam và người Trung Quốc chắc chắn rằng người người nước ngoài người ta sẽ chọn người Việt Nam làm ăn chứ không bao giờ Đúng người ta rồi. chọn người Trung Quốc nếu như có hai người. Đấy. Dạ. Đúng rồi đấy. Tại vì cái người Việt Nam chúng ta nếu đúng là người Việt Nam á mà đúng là người cộng sản á thì anh đi đến đâu người ta cũng có thể bắt tay và làm việc với anh. Còn nếu Đúng rồi, không đúng đúng rồi. người cộng sản thì rất là khó. Tại vì còn những cái người mà không, mình đừng có nói là những người Việt Nam Cộng hòa trước đây thì có nhiều người giỏi, nhiều người cũng họ cũng có những cái cách sống rất là đàng hoàng, nhưng mà một số người mà gọi là chống cộng cực đoan đấy mà đi đến đâu bây giờ người ta cũng ghét cũng sợ, nhìn thấy những người đấy là hình ảnh của những người đấy nó ở trên các cái tờ báo của nước ngoài rồi đó.
Nói đúng chung rồi, là chúng thế ta này, mất đấy cơ hội. đấy là cái tin này là mình mới nhận được. Cái tin này là buổi chiều hôm nay là nghe chừng người ta nói là đánh giá cái này là khả năng nó 80-90%, đây là do Trung Quốc cạnh tranh mà tung cái tin này ra. Đấy, đấy là nói rõ là như thế. Cho ba que nó lợi dụng, nó biết rằng ba que đang chống phá đất nước. Đấy, bọn ba que bên hải ngoại là chống phá đất nước. Thì họ tung cái tin này ra là Trung Quốc thuê, chính Trung Quốc là người là mua. Đấy, trước đây nó đã tung một cái tin là nó mua cái đảo Hoàng Sa của mình với 200 tỷ đô la. Nhưng mà thực tế Việt Nam mình không bán, nhưng nó vẫn tung tin ra để cho ba que đánh phá. Và lần này khả năng nó lại tung tin ra là nếu như Việt Nam thông qua, nó sẽ mua ba cái khu đặc khu kinh tế này của Việt Nam. Vì vậy cho ba que Sao là vậy hăng anh hái, Lâm? hăng hái tung cái tin này ra để đánh phá, để cho nước Việt Nam loạn ra. Đấy, còn bọn dân chủ cụ Nhưng này là mà bọn hưởng lợi. anh siêu ơi, Trung Quốc á là biết sao, nó biết cái điểm yếu của nó là người dân trên thế giới người ta ghét nó, Đúng rồi. nên nó đi ngầm. Là một với hai nữa là em nói với anh á, là cái người mà chống cộng cực đoan này á, là những cái thành phần mà ăn tiền. Công tác ở đâu thì bạn không nên hỏi, vì chúng tôi làm cái gì là việc của chúng tôi, không thể nói được cho các bạn hiểu nhá. Chúng tôi còn, tôi cứ biết tôi là người dân đang sống ở ở đây, và chúng Anh tôi đang là, sống ở bên Pháp. đúng rồi, tôi là người dân, cứ nói tôi là người dân đi. Đấy. Và cái tin này á là vì cái tin thất thiệt cho đất nước, thất thiệt cho nhân dân, vì vậy tôi phải đưa lên cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ, hiểu, để hiểu được cái dã tâm của người Trung Quốc. Họ rất là họ họ tính rất là sâu xa. Đấy, họ nhiều cái người ta đặt một ra một số vấn đề, một số nhà phân tích họ đặt ra một số vấn đề, lý do tại sao nó là như thế người ta sẽ phân tích ra. Đấy, vì trong lúc này là Việt Nam và Trung Quốc đang cạnh tranh nhiều thứ, và Trung Quốc gây sức ép cho mình một số thứ, ví dụ như là họ đóng cửa không nhập vải của Việt Nam, làm cho vải Việt Nam Biết đấy, nó mà em vừa mới công bố á, em vừa công bố đấy, đầu. để là tung một cái tin để cho thất thiệt chính người Việt Nam. Mà nếu như Việt Nam mình bây giờ mà đóng cửa Trung Quốc thì nhiều hàng nông sản của Việt Nam sẽ bị ứ lại. Đấy, trong khi đó là họ vì lợi ích của một quốc gia cho họ làm đủ mọi thứ để họ ngăn chặn cái ba cái khu kinh tế Việt Nam. Đấy, nhưng mà trong vấn đề này thì mình thì không, chưa hiểu thế nào chính phủ quyết như nào và quốc hội quyết nào thì mình chưa biết. Thế nhưng mà thực tế là họ đánh phá là cái chắc chắn. Đấy, chắc chắn họ lấy cái dư luận của họ, hiểu rằng cái dư luận của người Việt Nam, của dân Việt Nam là nói đến Trung Quốc là họ căm thù, vì vậy cho họ tung một cái tin ra là bán cái ba cái khu đặc khu kinh tế này cho Trung Quốc, vì vậy cho là ba que dựa vào đó. Đấy, ba que dựa vào đó để coi như là tung tin xuyên tạc. Đấy, mà lập tức bọn dân chủ cụi nữa là nhận tiền ở bên hải ngoại về để tung tin xuyên tạc để cho nhân dân ta trong nước là loạn. Đấy, thực tế ra mình phải hiểu thực tế này này, cái vấn đề Việt Nam ra đi ra đưa ra cái nghị quyết để cho quốc hội thông qua ba cái khu đặc kỳ khu kinh tế này, hoàn toàn không có một công ty nào của Trung Quốc. Hiện tại sau này thì chưa biết, nhưng hiện tại không có một công ty Trung Quốc nào là đưa đầu tư vào đây, có nghĩa hiện tại là chưa có. Có 230 năm gọi là các nhà doanh nghiệp ở trên thế giới, chủ yếu là Mỹ và Tây Âu, là đã chuẩn bị đầu tư vào, trong đó có Việt Nam mình là tương đối nhiều, người Việt Nam vào đầu tư tương đối nhiều. Vậy nhưng mà chúng lại tung tin ra là bán cho Trung Quốc. Đấy, toàn bộ là bán cho Trung Quốc hết với giá 99 năm. Đấy, vì vậy cho nên là nó tung tin thế làm thất thiệt cho nhân dân Việt Nam. Đấy, thất thiệt cho nhân Việt Nam, làm cho nhân dân Việt Hai Nam đảo của ta. Việt Nam vẫn còn nha, hai đảo của Việt Nam vẫn còn nha, Gia Bảo. Thì về hiện tại bây giờ nhiều nhiều tàu cho khách đi du lịch ra ngoài đảo nha. Xin thông báo cho bà con biết là hiện tại bây giờ cái đảo ở Quảng Ninh này này, Vân Đồn Quảng Ninh là người Việt Nam mình đã ra đầu tư hết rồi. Đấy, đầu tư hết rồi. Có nghĩa là chưa, quốc hội chưa thông qua là luật thì Việt Nam đã đầu tư hết rồi. Một số nước ngoài đã có đơn để vào đầu tư nhưng mà chưa duyệt, tại vì mình chưa thông qua được cái luật. Đấy, cho chưa duyệt. Còn không có công ty Trung Quốc nào cả vào đấy đầu tư cả.
À, các bạn cứ xem kỹ ở trong cái bảng danh sách đó, không có một công ty Trung Quốc nào vào đây đầu tư cả. Mà Việt Nam mình bây giờ mà muốn cho cái công ty nào của Trung Quốc vào thì phải sát rất là kỹ, vì họ đã làm mất uy tín rất nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, làm mất uy tín rồi. Cho nên ngay chính phủ mình có muốn cho Trung Quốc vào đầu tư thì cũng 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 phải suy nghĩ rất kỹ đấy. Đấy, cho nào, Nguyễn vì thế cho Nhàn ơi, là Nguyễn Nhàn, năm 1979 bán cho Trung bao giờ? Vớ vẩn thế. Sao lại comment vớ vẩn vào đây? sao lại nói thế mà nói hiểu được thì bán cho Trung Quốc từ năm 79 mà đến giờ người Việt Nam vẫn còn chơi chơi đây. Người ta đưa lên Thế TV hàng ngày đấy mà không nghe à? Trời ơi, TV kênh VTV1 đó, giải thích trên kênh VTV1 đấy mà không xem họp quốc hội, xong bây giờ lại hỏi công dân không đưa. Thế cái kênh VTV1 để làm gì mà không xem? Chẳng nhẽ này bây giờ chính phủ lại đi gặp từng người dân một à? Trời xin ơi nhớ sao là hôm mà. nay nhá, một số người giải truyền đơn để kêu gọi nhân dân biểu tình đã bị bắt. Đấy, nói cho các bạn biết là như thế, một số người đi giải truyền đơn là đã bị bắt. Đấy. Dạ đúng.